Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta luôn xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề hệ trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thế nhưng, những năm gần đây, các biểu hiện chạy chức chạy quyền đã trở thành tệ nạn gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nhức nhối trong xã hội, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài Vaccine ngờ chạy chức của tác giả Đỗ Phu Thọ Chúng ta đã chứng kiến những trường hợp chạy điểm khi đi học, chạy việc khi tốt nghiệp, chạy biên chế, chạy chỗ trước khi quy hoạch cán bộ, chạy chức trước khi bổ nhiệm, chạy luân chuyển sang chỗ nhiều lộc hơn, chạy tuổi để kéo dài thời gian công tác, chạy tội khi bị điều tra xét xử. Trịnh Xuân Thanh là ví dụ điển hình của tệ nạn chạy chức. Vốn chưa phải là một cán bộ có năng lực nhưng nhờ chạy thành tích mà được công nhận các danh hiệu thi đua rồi từ các thành tích danh hiệu đó lại tiếp tục chạy hết chức này đến chức khác. Tình trạng chạy chức càng trầm trọng hơn khi các đối tượng không chỉ chạy cho mình, mà khi đã tìm được chỗ đứng, còn chạy cho cả những người thân quen, chạy để tạo ra lợi ích nhóm. Chính vì thế mà dư luận đặc biệt quan tâm và hoan nghênh việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 205QDTU về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền nhiều người cho rằng quy định này như một thứ vaccine hữu hiệu phòng ngừa căn bệnh chạy chức chạy quyền trong xã hội hiện nay. Quy định số 205 QĐTƯ có những điều khoản rất cụ thể về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị và người đứng đầu, người tham mưu, đề xuất của các cơ quan đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ quy định nêu rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân quy trình thủ tục bảo đảm dân chủ khách quan công khai minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ công tác giám sát và xử lý các sai phạm cán bộ đảng viên công chức viên chức có hành vi chạy chức chạy quyền hoặc bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền phải bị xử lý kỷ luật đối với các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh hiện nay, nhất là trước thêm đại hội đảng các cấp, việc tạo ra vaccine ngừa chạy chức, chạy quyền là rất cần thiết nhưng quan trọng hơn là phải đưa thứ vaccine này vào cuộc sống để các cấp các ngành các địa phương và toàn thể cán bộ công chức phải được tiêm phòng muốn vậy cần phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để quy định quan trọng này đến được rộng rãi các tầng lớp nhân dân cần phát động phong trào nói không với nạn chạy chức chạy quyền trong xã hội có cơ chế bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện phản ánh tố cáo đúng các hành vi chạy chức chạy quyền bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền Đồng thời xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác. Mặt khác, cần phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cũng như các cơ quan báo chí trong việc giám sát việc chạy chức chạy quyền. Để chống chạy chức, giải pháp quan trọng mà quyết định số 205 QDTU đưa ra là phải công khai minh bạch trong công tác cán bộ. Bởi đây là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm bộ máy trong sạch, đảm bảo quyền lực được trao đúng người và giám sát cán bộ trong quá trình thực thi quyền lực vì thế rất cần cơ chế công khai khách quan minh bạch trong thi tuyển cạnh tranh tạo cơ hội cho tất cả ứng viên trình bày chương trình hành động về vị trí công việc cá nhân nào đáp ứng được yêu cầu thì sẽ được lựa chọn